Đây, tiếp theo thì sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thằng là thằng A uh, Ersinowit. Đấy thì ở đây mọi người cú pháp ở đây mọi người cũng có xem qua một thằng Osinowet này, đây này. ở đây ở ở Đấy sẽ trình bày cho mọi người tại sao lại dùng thằng này. Đấy thì đầu tiên thì mọi người biết đấy hai khái niệm trước đã. Thì đầu tiên là Sinchonai và Osinchonai. Thì uh, cái này là cái khái là lập trình đồng bộ và cái này gọi là bất đồng bộ thì mọi người hay nghe hơn đấy thì đồng bộ này là như nào ví dụ như kiểu khi mà mọi người uh, gọi một cái request để cho thì mọi người sẽ đợi nó về đợi đợi cái response này nó về này sau đấy thì mọi người mới thực hiện cái cái request thứ hai và sau đấy đợi response nó về về xong rồi bắt đầu mọi người mới thực hiện request thứ ba nó thực hiện tuần tự tuần tự tuần tự như vậy thì nó sẽ gọi là synchronize thì cái cốt bình thường của mọi người nó sẽ thuộc cái synchronize nghĩa là mọi người chạy cái ví dụ như ở đây mọi người chạy dòng này xong Đúng không? Thì bắt đầu mọi người phải chạy về cái lệnh này xong Rồi mới chạy lệnh 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 tiếp theo, lệnh tiếp theo, lệnh tiếp theo Bây ừ, giờ kể cả như thằng này nó có gọi một cái function khác Đấy thì khi đấy mọi người vẫn đợi thầy chạy xong Đấy thì cái cốt bình thường của mình ấy Nó gọi là đồng bộ Đấy còn cái loại bất đồng bộ nghĩa là như nào Cái thằng nó sẽ là như nào Ví dụ mọi người gọi request đầu tiên nhá Cứ gửi đi thôi Ok giờ sau đấy nó sẽ gửi luôn cái request thứ hai đi Nếu mà có request thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì nó cứ gửi đi Sau đấy thằng respond trả về lúc nào Thì nó sẽ gọi lúc đấy mọi người hiểu ý được không? đấy thì cái thằng này gọi là bất đồng bộ nghĩa là cứ thực hiện thôi không cần lệnh xong cứ gọi cái thì nó gọi lệnh tiếp theo luôn gọi lệnh tiếp theo, gọi lệnh tiếp theo gọi lệnh tiếp theo gọi lệnh tiếp theo luôn đấy chứ nó không hề đợi cái lệnh đầu tiên thành công đấy thì cái này gọi là bất đồng bộ đấy thì mọi người nhìn vào cái ví dụ này cho nó dễ hiểu hơn thì đây là cái thằng a mà trước làm cái làm cái uh, cái cái uh, cái phần phán end mọi người đã làm ấy. thì đây là một hàm của api đấy thì ví dụ như ở đây ham get này này, đô la chấm get là nó để gọi API đúng không? đấy mọi người nhìn thấy ở đây nó có một cái function nào? đấy ở trong này nó nhận vào một cái là string nhá, nó là url, url nào? còn một cái, một cái ở đây này, nó là cái 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 uh, callback function đúng không? thì khi nào mà cái API nó gọi xong, để chưa nó gọi xong thì khi đấy nó sẽ gọi cái function này, mọi hiểu hiểu ý đó? rồi thì cái này cái này gọi là bất đồng bộ. Tại sao lại gọi bất đồng bộ? Ví dụ như ở dưới này mọi người có viết những cái đoạn code khác nhé. Ở dưới cái thay cái dòng Ajax này này. Đấy mọi người ở dưới những cái dòng Ajax này mọi người gọi những cái phương thức khác. Thì khi mà mọi người vừa gọi thằng Ajax này luôn. Thì nó khi đấy nó sẽ thực hiện những cái dòng ở dưới này. Thực hiện luôn. Ok chưa? Đấy thì khi đấy. Khi mà cái data này nó trả về này. Thì khi đấy bắt đầu nó mới thực hiện những cái function ở trong cái cái data này mình gọi. Mọi người hiểu, hiểu cái 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 oxytona này không? Oxytona mọi người cứ hiểu đơn giản là khi gọi một cái phương thức đấy thì sau một khoảng thời gian hoặc một khoảng event nào đấy thì mình sẽ gọi lại một cái gọi là callback function. Đấy, gọi lại một cái callback đúng không? Đấy thì ví dụ như ở đây gọi một cái URL. Đấy, sau khoảng độ 2 giây bắt đầu có kết quả. Đấy thì sau 2 giây mình sẽ fill data này vào. Ok chưa? Đấy còn những cái tính năng khác muốn làm gì làm trước. Đấy, thì thằng này nó sẽ đợi sau 2 giây thì nó thực hiện. Đấy, như cái như vậy gọi là callback function. Callback function là chỉ những cái function được nó được gọi sau một khoảng thời gian nào đấy hoặc là một cái sự kiện nào đấy. Đấy ví dụ như kiểu là mọi người on click vào một cái thẻ nào đấy thì cái hàm trong on click ấy. Đấy thì nó sẽ được gọi sau cái sự kiện mọi người click vào cái thẻ. Đấy còn cái thằng này nó sẽ được gọi sau khi sau khi mà mà cái API này lốt xong thì nó sẽ thực hiện cái function này thì tất cả những cái đấy gọi là code back fashion. mọi hiểu hiểu ý tưởng cái này không hiểu khái niệm đầu tiên là synchronize và asynchronize chưa ừ. alo mọi hiểu không nhỉ mọi hiểu không thì nói cái em chưa hiểu cái đoạn bất đồng bộ để làm ạ bất đồng bộ có nghĩa là bình thường nha cốt của em cứ chạy dòng thứ nhất xong rồi chạy dòng thứ hai dòng thứ ba dòng thứ bốn đúng không đấy dạ thì mà. ví dụ như là em cốt một cái như thế này là đô la chấm ghét gì đấy đúng không gọi một cái API gì đấy ở đây đúng không sau đấy thì em uh, view data và table thì đấy đúng không và sau đấy em thực hiện những cái ABC khác đấy thì khi đấy nhá thằng này nó vừa gọi xong cái thì thằng này gọi luôn thầy gọi luôn thì lúc này cái data của em nó chưa về bởi vì là cái tốc độ gọi của cái máy tính nó rất là nhanh vừa gọi dòng này xong cái nó gọi dòng này luôn mà trong khi cái dòng này này nó phải đợi nó phải mất khoảng độ 2 giây nó mới lốt data về được em hiểu ý được không Đấy, cho nên là thay vì mình viết thẳng hàng nhau như thế này thì mình sẽ phải vứt cái 222 cái lệnh này này. Đấy vào trong một cái callback function như thế này. Để sau khi có data rồi nó mới bắt đầu là fill data vào trong cái table. Ok chưa? Cái code của mọi người bình thường nó là code đồng bộ bởi vì cứ chạy dòng trên xong thì bắt đầu mới chạy dòng dưới. Đấy còn cái code này, cái code này nó là code bất đồng bộ. Nghĩa là uh, cứ gọi dòng này xong. Đấy, cứ gọi thằng này xong cái à, cứ gọi thằng này cái này chưa cần xong thì nó đã bắt đầu gọi thằng này tiếp rồi à? ok chưa hiểu hiểu chưa nhỉ rồi ạ đấy thì cái này là bắt đầu bội ờ. sao đây ok ok rồi thì khi mà mọi người gọi một cái code back function như thế này này thì nó sẽ gây ra một cái vấn đề như kiểu này mọi người cùng nhìn qua cái thay bồi nhá đây ở trên này nó khai báo các cái đối tượng thôi đấy thì ở đây mọi người nhìn nhá đầu tiên nó tạo cái table đúng không table sau này nó tạo cái ghế này sau nó tạo cái ghế kiểu ghế dài đấy sau đấy nó tạo tiếp những cái ghế tiếp theo ok chưa thì khi mà mọi người viết nó kiểu như này tức là nhá, cái ý tưởng của người ta ấy. viết là tạo một thằng table xong ok chưa đầu tiên người ta cho tạo cái table trước tạo một đối tượng table sau đấy người ta mới tạo đối tượng là chair kiểu như này OK, sau đấy người ta mới tạo tiếp thằng này. Sau đấy người ta mới tạo tiếp thằng này. Sau đấy người ta mới tạo tiếp thằng này. Đấy thì mọi người nhìn thấy nó bị lồng nhau kiểu này không? Thì cái lồng nhau như này này, nó gọi là con bách heo. Con bách heo, bởi vì là heo nghĩa là kiểu như là kiểu địa ngục ấy. Ờ, Ý của nó nói ấy, là mọi người đang viết những cái hàm côn bách kiểu như này này, nhưng nó lại lồng nhau, lồng nhau rất là nhiều. Thì khi mà nó lồng nhau nhiều như thế này thì nó sẽ gây ra nhiều vấn đề và cái vấn đề dễ nhìn nhất ấy, nó là cái vấn đề mà dễ 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 biết nhất ấy. cái vấn đề đầu tiên ấy, Nó là mọi người sẽ bị khó kiểm soát thằng này Đấy, ví dụ như là mọi người viết như thế này và khi nó thiếu một cái dấu ngoặc thôi chẳng hạn là gần như mọi người cũng không biết được nó nằm ở đâu để ví dụ mọi người chỉ cần xóa một dấu ngoặc này đi thôi mọi người sẽ không biết được nó thiếu ở thằng nào thì cái vấn đề đầu tiên nó là khó nhìn đã cái vấn đề thứ hai là nó rất là tốn bộ nhớ bởi vì là khi mà nó thực hiện cái thằng 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 cuối cùng này này đấy thì khi đấy nó vẫn lưu lại những cái kết quả của thằng đầu đấy thì nó không giải phóng đi đấy cho nên là nó nó sẽ gây ra cái memory leak gây ra cái việc tốn bộ nhớ ok chưa đấy thì cái côn bách heo này nó chính là một cái cách viết cách viết côn bách bình thường thì nó sẽ gặp phải vấn đề là côn bách heo côn bách heo là viết lồng nhau rất là nhiều và nó rất là khó nhìn đấy, cái vấn đề đầu tiên là khó nhìn sau đấy thì tốn memory đấy. thì đây là cái vấn đề của thằng côn bách heo và để 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 khắc phục cái thằng côn bách heo này thì nó sẽ sinh ra một cái thằng là một là thằng promise nó có ở trong es 6 đấy còn thằng osiroquet nó có ở trong es 7 đấy. thì uh, cái thằng này thì đi làm thì họ vẫn dùng đấy nhưng mà họ dùng thằng osiroquet này nhiều hơn đấy thì sẽ hướng dẫn cho mọi người thằng osiroquet nhé còn thằng promise tình thế thôi đấy thì những cái thằng này này nó sinh ra để mà nó sinh ra để mà để mà xử lý cái heo đấy viết cái API có thể nó dễ nhìn hơn. Đấy, thì chắc đầu tiên thì uh, sẽ hướng dẫn đây, đây sẽ chỉ qua cho mọi người cái này, đấy thôi, tao thẳng ở đây được, đây bật thẳng này lên nhá. đấy mọi người có thể uh, bật cốt cái này lên để xem cái cách viết Osinowet nó sẽ như thế nào. Đây, cách viết Osinowet. Cái này thì demo bằng cái TypeScript nhé. Cho nó đơn giản. Đây, thì đầu tiên giả sử mọi người có một cái phương thức là Code API ở đây. Ok chưa? Con API ở đây thì nó sẽ mất thời gian đúng không? Đấy, thì khi mà mọi người Code API ấy, thì nó sẽ kiểu như này. Đầu tiên là mọi người gọi một cái API này. Ok chưa? sau khi có kết quả nhá nó mới in ra cái dòng lốc result này đúng không đấy giống như kiểu ở đây này giống như kiểu cái 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 hình đầu tiên này, này. sau khi con API xong bắt đầu mình mới số lốc ra cái data này ok chưa chứ không phải mình chạy đồng bộ nhá không phải mình cứ chạy dòng này xong cái dòng này chưa chạy xong mình đã chạy dòng này rồi ok chưa đấy thì cái này thì cái này có nghĩa là uh, đầu tiên nhá mình sẽ có một thằng await ở đây đầu tiên nhá cái function đấy nó nó có chứa cái bất đồng bộ thì nó sẽ bắt buộc phải đặt nó là async async là viết tắt cho từ -Sin nghĩa là là bất đồng bộ đấy có nghĩa là cái function này là function bất đồng bộ ok giờ nó có chứa cốt bất đồng bộ đấy thì bất đồng bộ ở chỗ nào thì bất đồng bộ ở hàm này ok chưa thì cái hàm này cái hàm này này nó phải đợi cái api gọi xong đúng không mình sẽ đặt một cái await ở đây đấy cái dòng này nó mất thời gian nó chạy cho nên là mình đợi await ở đây đấy sau khi thằng này chạy xong ok giờ thì nó sẽ trả về kết quả và lúc đấy mình mới có số lớp của ra có hiểu hiểu ý tưởng không đấy thì nếu mà mọi người viết bằng cái thằng uh, a thì nó sẽ tương đương với cái dòng như này ok giờ gọi API này đấy sau đấy thì là sẽ in ra cái function ok giờ in ra cái 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 data in ra cái data ok nhỉ mọi người có thể chạy các cái lệnh ở đây nhé Đấy, mọi người đây chạy qua cái, cái lệnh ở đây Đấy, cái này nó compile đây thôi Đấy, thì mọi người sẽ thấy là nó không có gì cả nó chỉ con API ở đây thôi Đấy, sau khi có kết quả xong thì nó sẽ trả về cái dòng này Đấy, thì nó sẽ in ra thôi Ok chưa Đấy, cái ví dụ đầu tiên này thì nó khá đơn giản nó chưa làm nổi bật lên cái thằng Azure à, thằng Asinoweb nó có tác dụng gì đấy thì để ví dụ thứ hai nhé thì mọi người sẽ thấy là nó khá là phức tạp đây mọi có cái thằng để mô này vào đây thì đây là cái ví dụ thứ hai ví dụ thứ hai mọi người nhìn thử nhé khi mà nó có nhiều cái API gọi cùng lúc thì nó sẽ thằng web này nó sẽ có tác dụng rất là lớn đầu tiên mình có một cái API là tại user Đấy sau đấy mình có một cái API là tạo group. Sau đấy mình có một cái API là add user vào trong group. Ok chưa? Đấy thì mình sẽ sẽ có một cái đoạn Ajax như thế này. À, đoạn đoạn ở như thế này. Đấy thì đầu tiên mình sẽ gọi cái API tạo user trước. Ok chưa? Mình đợi cho đến khi nào mà thằng tạo user tạo xong. Đấy thì bắt đầu mình lốc ra kết quả. Và lúc đấy nhá, và sau khi tạo xong thằng user rồi thì bắt đầu mình mới tạo thằng group. Ok chưa? Và nó lại đợi tiếp thằng tạo group. Sau khi tạo xong group thì mình sẽ in nó ra kết quả. Và mình gọi cái add user vào trong group. Đấy, và nó lại đợi cái add user vào trong group. Xong thì bắt đầu nó mới có số lốc ra. Ok chưa? Đấy, thì ở đây thì uh, cái đoạn cốt bên này này. Đấy, cái đoạn cốt viết như này này. Nó sẽ tương đương với cái đoạn cốt mọi người gọi lồng nhau nó kiểu như này. Đấy, ở đây là tạo user thành công này, đúng không? Sau đấy thì lốc data ra sau đấy thì gọi một cái API là tạo group sau đấy thì lại lốc data ra và lại gọi cái API là user đấy sau đấy thì lại lóc data ra ok chưa tức là cứ sau mỗi một cái cái thằng await này này nó sẽ vứt nguyên những cái đoạn code ở đằng sau này nhá vứt nguyên những cái đoạn code từ cái dòng 19 này đến dòng 27 này vứt nguyên cái đoạn code đấy vào vào bên trong cái code bách này ok chưa cứ sau mỗi một thằng await Đấy thì ví dụ đầu tiên mình gọi await đúng không? Thì nó sẽ phải đợi cái thằng API này gọi xong. Sau đấy thì nó sẽ thực hiện cái function về cái data như này này. Đấy thì lúc đấy mình sẽ lốc ra cái data như thế này. Đẩy lốc đây. Dòng 4 thì tương đương với dòng lốc này. Đấy cái dòng 5 gọi API này. Đấy nó sẽ tương đương với cái lệnh get lệnh lệnh tạo group API này. Ok chưa? Ngồi hiểu, hiểu qua cái cái tính năng của thằng asyncio này không? có ở đây là mới có gọi ba cái API liền nhau thôi đấy nhá đấy, thì mọi người nếu mà mọi người thấy viết cái này này trong này nó xử lý nhiều thứ ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái cái gọi theo cái kiểu như là callback này này nó nó thực sự nó nó rất là dài nó dài và nó có kiểm soát đây là mình có ba thằng giả sử mọi người gọi 5 cái API cùng lúc đợi nhau thì cái đấy là là là, là gọi kia các thứ nó viết nó rất là dài đấy nhưng mà khi mà khi mà người viết cho cái thằng Osino này này đấy, thì khi đấy nó thẳng hàng với nhau thôi và khi mà người ta đọc cốt thì người ta sẽ hiểu là đợi để mọi người đọc đúng cái cốt này luôn đấy đợi này cái API này làm xong thì bắt đầu có kết quả thì mới lốc ra đúng không cứ đợi await là đợi mà Wait là đợi mà ok chưa thì mọi người cũng có thể chạy thử thằng này thường này thì nó cũng ra những cái kiểu đấy thôi có bài ra, đấy thì ở đây để mọi người thấy em gọi API create thành công, sau đấy trả về kết quả này, rồi lại gọi thằng này, lại trả về kết quả thành công, lại gọi cái API của cô và trả về kết quả thành công. Đấy, sau này mọi người còn uh, uh, biến đổi data các kiểu nữa. nhiều lắm, đấy thì mọi người cứ hứng thôi, cứ hứng cái thằng này thôi. Đấy. Ok, đấy thì mọi người cùng xem qua lại cái thằng à uh, cái thằng ở uh, a à, cái thằng uh, nhá nay mọi người là đấy thì ví dụ như ở đây đây mọi người thấy đây không ở cái cái uh, bất cứ một cái function nào nhé nó chứa một cái chữ web thôi tức là nó chứa một cái cốt bất đồng bộ thôi ấy thì mọi người phải đặt cái function đấy là ở nhá ok chưa cái này là cú pháp của nó đấy và bất kỳ cái cái đoạn cốt nào ấy mà nó gây mà nó kiểu phải đợi ấy. phải uh, đợi một hai giây gì đấy ấy rồi mình mới thực hiện cái cái phương thức ở bên dưới hoặc là cái cốt ở bên dưới thì cái đấy mọi người sẽ phải đặt nó là await nhé chờ, mọi người nhớ phân biệt async với await await là một cái dòng cốt nào đấy nó chạy còn à, cái async là một function đặt cho function đấy. function đấy gọi là function bất đồng bộ tức là có cốt bất đồng bộ ở bên trong function đấy thì mình sẽ đặt nó là async đấy thì ví dụ như thằng get list employee này nó là một cái async function đấy và ở đây thì nó đợi gọi cái api này xong đúng không thì bắt đầu nó mới xét cái state này, ok chưa? rồi nó đợi gọi xong thì nó mới xét state, cốt nhìn như kiểu cốt uh, đồng bộ luôn ấy. đấy, nhưng mà chạy thì nó không phải là cốt đồng bộ, ấy. chạy tự động nó sẽ con vớt về cái dạng côn bách này nhé này thực ra viết như này thôi, nhưng mà lúc chạy thì nó sẽ chạy theo cái kiểu nhảy này, này. Đấy, nó chỉ làm cái này để cho mình dễ nhìn thôi, dễ nhìn dễ viết dễ kiểm soát, đấy chứ nó không 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 uh, uh, có cách nào viết khác kiểu này cả sau khi mà nó mình viết cái này xong mình chạy xong thì nó sẽ compile ra cái kiểu này. Đấy, còn uh, đến cái ví dụ 3, thì cái ví dụ 3 này uh, cái này thì cũng là một cái hay dùng. Đấy, cái này cũng là một cái rất là hay dùng. thì cái này nó sẽ không phải đợi nhau mà nó sẽ chạy liền nhau luôn. ví dụ như mọi người uh, thay vì mọi người tạo user đúng không và tạo group, ok chưa? thì bây giờ mình mọi người muốn đấy là tạo user và group cùng lúc luôn. OK, cùng lúc luôn chứ không phải là đợi user chạy xong rồi mới bắt đầu tạo group. Đấy thì sẽ có những cái task bình thường mọi người làm như vậy. Thì mọi người sẽ dùng thằng Promise .on này. OK chưa? Đấy thì khi đấy mọi người sẽ truyền những cái, những cái phương thức bất đồng bộ mọi người vào đây. Đấy, ví dụ như ở đây là uh, tạo user này, tạo group cùng lúc luôn nhé. Gọi hai phương thức này cùng lúc luôn. Đó và sau khi hai cái phương thức này chạy xong hết, chạy xong hết cả hai nhé. Thì bắt đầu nó trả về cho mình một list các cái result Thì cái ra số 0 Result có index là 0 thì nó là thằng này Result index là 1 thì nó là thằng này Ok chưa Đấy, chạy thử để mọi người xem nhá để thấy sự khác biệt này. Dùng thằng promise nhé làm Đấy, mọi người nhìn này Đấy, đầu tiên là tạo user xong này Chưa cần tạo user thành công Đấy, xong nó gọi luôn cái hàm tạo của group này Bây okay, tạo user xong tạo group luôn. Sau khi cả hai thằng này thành công thì nó sẽ trả về kết quả result này. Thì kết quả này nó chính là tạo user thành công và tạo group thành công. Ok giờ. cái này là mọi người dùng trong trường hợp mà mọi người gọi kiểu song song nhau luôn ấy. Có những cái API nhé, không phải đợi thằng này chạy xong rồi mới đến thằng kia. Đấy, thì cái đấy là mọi người gọi liền nhau luôn. Tạo hai thằng liền lúc luôn. Ok giờ. thì cái promise này đi làm thì nó khá là hay hỏi. À khá là hay gặp đấy thì cái cách viết bình thường ấy có await có await nhé thì nó sẽ là run theo thứ tự run theo thứ tự còn cái thằng này nó sẽ là run song song luôn ok chưa ok đấy, thì mọi người có thể xem qua nhé xem qua cái phần này về nhà thì uh, thì à, mọi người sẽ làm thử những cái bài kiểu như này Đấy, ví dụ có một cái table này, này đúng không mời có thể uh, tự viết phần back end hoặc là mọi người mốc một cái phần back end mốc mốc một cái API đấy, làm kiểu gì cũng được có API là được đấy, sau đấy thì về nhà mọi người có thể uh, uh, fill data lên một cái table nó kiểu như này đấy, fill data lên một cái table nó kiểu như này. nó cũng đơn giản thôi thì khi đấy mọi người sẽ lốt được cái dữ liệu lên không ok đấy, thì mọi người có thể xem qua thằng ở xin xem có vấn đề gì không